Ví dụ như ròm ha. Dạ. Và trước ròm là sông Lan. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Rồi sau ròm thì mình có bộ nào nữa không ta? Anh đang đây là có đêm tối rực rỡ. Yes, ok. Dạ. Thì với anh á, khi anh xem những cái kịch bản gốc như vậy, những cái bộ phim mà là với anh cảm thấy thú vị, nhưng dạ, rõ ràng anh cũng hình dung rằng là những bộ phim này khi chiếu ra thì nó không có hot, không hút. Dạ. Và thực tế nó cũng đã không, nó không phải là một bộ phim doanh thu khủng. Ừ, trong 3 phim thì có ròm là có lời. Yeah. Sông Lan là lỗ, còn đêm tối rực rỡ. Còn đêm tối rực rỡ thì là em nghe nói là vừa đủ hòa vốn và có lời một tí xíu xíu thôi, cũng là dấu thị thành thử ra. Yeah. Nhà sản xuất, nhà đầu tư nào dám quăng mấy chục tỷ ra cho một cái biên kịch, cho một đạo diễn, cho một bộ phim mà mình không chắc rằng là hoàn toàn có thể lỗ, hoàn toàn có thể mất tất cả mọi thứ.